Vâng, xin chào tất cả anh chị. Hôm nay em quay trở lại với vườn hồ điệp để em tham khảo thêm một số những cái quay video một số những cái loại mà đã nở hoa và một số loại là chuẩn bị để Tết. Thì đây nó cũng nở lác đác à, rất là nhiều. Thì em cũng bán lác đác từ bây giờ đến từ đầu tháng 12 đến Tết âm lịch. Thì đây là có một số cái màu. Thường thì những cái cây mà một cần ấy thì nó sẽ cần rất là to, cây to cần to. Đấy, cần rất to. Và thường những cái cây này thì nó sẽ là hàng loại 1 mà nó từ 8 bông trở lên. Với những cái cây 2 cần thì nó sẽ nhỏ, cần nó sẽ nhỏ hơn. Còn với những cái cây 1 cần thì nó sẽ cần hoa sẽ to hơn. Đây là cây trắng, như cây trắng này mọi người có thể thấy 2 4 6 nó khoảng 10 nụ. 10 nụ là lên đến đỉnh. Đấy là một cái cây trung bình. Còn ngoài ra thì nó cũng có những cây nó sẽ dài hơn, có những cây ngắn hơn. Nhưng đa phần thì có thể nói là cái màu của nó thì khi mà mọi người có thể ra cửa hàng em chọn ở Hòa Phúc, mọi người nếu mà có thể đặt hàng thì nên đặt hàng, bởi vì nó sẽ tốt hơn. Khi mà anh chị đặt hàng, cây thứ nhất là được lựa chọn, cái thứ hai là giá thành sẽ được giảm. Thì mọi người có thể tham khảo thêm. Trên cái kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa của em cũng làm rất nhiều những cái video hay những cái hình ảnh cung cấp đến mọi người. Thì đây ví dụ như cái đây là một cái cây tím mà rất là to. Đấy, cây to mập cần hoa. Cần này nó khoảng tầm chục bông. Đấy. 8 đến 10 bông. Thì hàng loại 1 thì có nghĩa là từ 8 bông trở lên. Đây là một cây chấm. Tím chấm. Đấy, mọi người khi đó thì mọi người lấy màu nào nó có thể nhắn tin hoặc đặt màu trước với em. Cái này gọi là trắng lễ hồng. Đây cũng là một cây hồng. Với những cái cây hồng thì nó có rất là nhiều cây hai bông. À, nhiều cây là hai cần hoa. Đây nó cũng là một cây hồng. Đây gần cái quạt nên là nghe nó hơi vù vù. Đi xuống đây là những cây tím đang nở lác đác. Đấy. Phục vụ là Tết Nguyên Đán năm nay. Ngoài này thì nó là những cái màu trắng. Trông như mình hay gọi nó là màu bò sữa ngày trước ấy. Trông đốm đốm kiểu bò sữa. Cái đấy thì nó tận trong nên là em sẽ xây dịch hơi khó, nhưng em sẽ quay. Đấy là những cái màu trắng chấm kiểu dạng bò sữa. Đấy, đây là những cây tím. Thì với những cái cây những cái cây này thì nó đều từ 8 bông trở lên. Đấy, mọi người yên tâm như thế. Những cây tím và những cái cây hồng trắng thì nó sẽ là cây to. Còn những cây nhỏ thì thường nó phân nhánh hoặc là hai cần hoa. Nói như vậy là mọi người cũng tương đối là dễ hiểu, đúng không ạ? Thì kèm vào đó thì nó cũng có rất là nhiều cây khác nhau. Nó có thể là cây vàng, cây xanh, hoặc là những cây chấm. Kia ngoài kia đó là một cây chấm này. Đấy. Bên này nó là cây hoàng hậu này. Cây vàng hoàng hậu. Thì hiện giờ cây này chưa có cây nào nở ở đây. Nhưng cây này thì mọi người nhìn thấy rất là to, đúng không ạ? Cây rất to. Đây, cây to, cây khoảng 6-7 lá và cần hoa của nó cao to, mập. Cần hoa cao to, mập. Thì lần trước trên cái kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa của em là em cũng có quay video và em cũng có nói một lần rồi đấy. Ở trên YouTube là cái kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa ấy, thì mọi người có thể xem lại. Và xem lại cái video đó thì có nghĩa là em cũng quay để cái chu trình mình cũng nhìn và biết được. Đây là màu hồng. Đây là màu hồng. Đây là màu chấm. Trắng chấm hồng. Đây màu vàng này rồi. Đây nó có một cây rất là bé nhưng mà nó đã nở bói rồi. Đây là màu vàng chanh. Đã nở bói. Đợt tới này khoảng tầm độ 10 ngày nữa thì 5 đến 10 ngày nữa thì em sẽ quay trở lại và em quay video để biết được rằng nó nở đến mức độ nào. Ngoài ra thì nó có những cái cây này. Đây là cái dòng lùn, nó rất là đẹp. Màu rất là đẹp. Đấy. Đây ạ. Mọi người thấy không? Rất là đẹp. Còn nó rất là nhiều. Em sẽ lựa chọn cho mọi người tất cả đều là 8 bông trở lên. Mọi người yên tâm là như vậy. Tiếp theo thì đây vẫn là cái màu hồng. Màu hồng trên này bắt đầu nở lác đác nhiều hơn. Khả năng màu hồng này em sẽ bán trước. Đây. Hoặc là màu hồng này cũng vậy. Màu hồng thì như cây hồng này thì nó phân nhánh cái khủng luôn. Như cây này nó phân nhánh 3-4 nhánh. 4 nhánh. Đấy. Nhưng mà cái nụ của nó thì vẫn đạt mọi người nhá. Nụ của nó vẫn là 2, 4, 6, 9, 10 bông. Đấy. Thì nó vẫn là cây, một cái cây rất là đạt. Tiếp theo thì sang đến cái màu bên này. À đây,
toàn xanh bên này nữa rồi, nãy em không để ý. Những cây vàng chanh này thì đây, bên này là lô vàng chanh tím hồng trên kia nở quá trời. Đây là cây vàng chanh. Với những cây vàng chanh này ấy, thì một cần thì nó sẽ to và đẹp, còn hai cần thì nó sẽ nhỏ. Đây em sẽ nhón cái hai cần để mọi người cùng xem. Đây là cây hai cần này, nó cũng phải tầm độ 8 bông, 8 bông trên một cần hoa. Đây là cây hai cần, nhưng em sẽ không nhặt cái loại hai cần riêng đâu, em sẽ cắm cho mọi người đổ xô như nhau. Cây hai cần thì nó sẽ bé, còn cây một cần thì nó sẽ to. Đây mọi người nhìn thì mọi người sẽ biết đây, cây hai cần đây nó thấp, cây một cần nó to cao như này cơ mà, đúng không ạ? Thế nên là cứ chọn một cần to cao đẹp, cây khỏe. Đấy, như cây này nó cũng khoảng tầm 8 bông trở lên, thế nên là mọi người cứ yên tâm về chất lượng cây cũng như là chất lượng hoa. Thì cây này thì trồng tại Việt Nam nên là mọi người yên tâm không ngại gì cả. Đấy, thì em sẽ đi lên qua cái màu vàng chanh, thì em sẽ đi lên cái màu đây. Cái màu này là cái màu vừa rồi, nó cũng nở lác đác rất là nhiều. Cây này thì nó rất là to nhá, toàn mười mấy bông như cây này, 2, 4, 6, 12, 13 bông cây này cơ. Đấy, rất là to, cây to. Cái này cắm một màu rất là đẹp. Kiểu cắm thì em vẫn ưu tiên là cắm một màu, mọi người nên chơi một màu vì rất là đẹp, một màu cực kỳ rực rỡ và đẹp luôn. Nước ngoài đa phần là người ta chơi một màu nhiều hơn, Việt Nam mình thích đa dạng sắc màu hơn, nhưng em nghĩ là một màu vẫn là rất là đẹp. Bên kia là thằng hồng, thằng hồng bên kia nụ rất to, đang nở lộp bộp rất là nhiều rồi. Đấy, nở lộp bộp rất là nhiều. Còn đây thì là màu vàng kim cương, kẻ kim cương. Kẻ kim cương này thì đa phần là hai cần, nhưng mà nó vẫn có những cây là một cần, bởi vì những cây hai cần thì thường cần nó bé. Đây mọi người thấy, đây nhấc ra khu tím này mọi người sẽ thấy ngay, hai cần cây nó nhỏ hơn, đúng không ạ? Đấy, còn cây một cần thì nó sẽ to, cần hoa nó dài to hơn. Đây như cây này, để đem nhón nó ra cái cây ngoài này, để anh chị cùng xem. Đây là cái cây một cần, riêng cái cần của nó cũng sẽ trên 8 bông và không kể phân nhánh. Một cần chính của nó là trên 8 bông và không kể phân nhánh. Đấy là màu kim cương. Cạnh đây là màu đỏ ớt. Đỏ ớt anh chị nhìn cần nụ nó sẫm, nó to vật luôn, nó rất là đẹp. Kèm theo đó thì em sẽ quay sang màu khác, nó vẫn là màu tím hồng bên kia. Bên kia vẫn là tím hồng, rất là xa, nhưng mà về cơ bản là khá là nhiều màu. Có một cái vườn nó có nhiều màu, nhưng mà về cơ bản là bây giờ nó chưa nở nhiều. Nó đúng là như vậy, chứ em cũng không biết nói như nào cả. Đây, anh được tiếp đến là thằng này, là thằng hoàng hậu to này, rất là to. Anh chị nhá, đây này, cần hoa nó vàng, hoa vàng này. Nó cũng đều trên 8 bông, cần hoa rất mẫm và to. Chị thấy không ạ? Cần hoa rất mẫm và to. Đấy, thì bên em vẫn đảm bảo cho mọi người ấy, khi mọi người mua cây của bên em ấy, là nếu mà trước Tết mà cây nó, đương nhiên là cái cây mà đương nhiên là cây không phải gãy rồi, tất cả những cây bọn em cắm mà nếu bị gãy em sẽ thay 100%, chắc chắn là cây nào nó cũng sẽ nở hết. Và cái nữa đó chính là cái mà trước Tết ấy, thì mọi người yên tâm là mọi người chơi, trừ khi những cái bông mà có nghĩa là trên một cái cần hoa ấy, có thể anh chị mua sớm thì nó sẽ bị tàn mất 1-2 bông. Còn cả cái chu kỳ của cả một cái cần hoa mà nó dài như này ấy, cả một cái cây kim cương này, đây mọi người nhìn này, ví dụ như cái cây kim cương như này, nó sẽ tàn mất 1-2 bông là trước, còn đâu thì nó vẫn sẽ bền. Đấy, có nghĩa là em đang ví dụ một cây chứ không phải là ví dụ cây kim cương này. Còn trong các màu ấy thì em thấy màu kim cương này là màu rất bền, và nó em thấy là nhiều người người ta chơi màu kim cương này, vàng kim cương này rất là nhiều, bởi vì màu nó bền và bông hoa này nó bền, nó nở đến bông cuối cùng mà bông đầu tiên nó vẫn rất là căng, rất là đẹp. Thì đấy là cái độ bền của cây, thì nó phụ thuộc vào độ bền của từng màu hoa. Như cái cây kim cương là rất là bền này, cây vàng chanh nó cũng là rất bền này, cái tím ớt hay là cây đỏ nó đều rất bền. Những cây hồng thì nó sẽ tàn nhanh hơn là những cây trắng, bởi vì những cái màu đấy trông sẽ xuống sắc sớm. Thì mọi người có thể là cũng chơi và cũng biết rồi, thì em sẽ quay trở lại với cái vườn hồ điệp vào những dịp lần sau, bởi vì bây giờ nó cũng chưa nở nhiều. Nhưng em sẽ quay trở lại vào cái lúc mà nó nở nhiều và đầy đủ màu, thì năm nay em lại cung cấp đến mọi người. Trước thực ra như bây giờ mà các anh chị có hỏi em thì em cũng không biết trả lời như nào cả, có bao nhiêu màu hay như nào, nó rất nhiều màu, mấy chục màu, có thể là 50 màu tầm đó, nhiều màu khác nhau. Nhưng có nghĩa là
nhiều khi cắm lên một chậu cứ một màu thì rất đẹp các anh chị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại, em sẽ quay trở lại sớm nhất vào vườn hồ điệp vào những dịp gần nhất. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.